Xin chào các bạn, mình là Đoàn Áp Du. Mình đang cầm trên tay chiếc Samsung Galaxy Z7 Pro. Thì cái máy này do thay màn và sau đó nâng cấp lên Android 8.1.0. Bây giờ nó không cảm ứng được. Thì cái lỗi này có thể fix được hoàn toàn bằng phần mềm thôi. Bây giờ bên mình sẽ đi tiến hành fix cái lỗi này. Và cái con này ấy, nó có một cái nữa là nó không cho hạ về Android 7. Áp về Android 7 nó sẽ báo fail. Mình sẽ cho các bạn xem cái download more của nó. Đây, bây giờ máy nó đã lên level 5 B5 này và FRP on, OEM on. Bây giờ bên mình sẽ đi tiến hành fix và mình sẽ tiếp tục video sau khi mình fix xong. Ok, thì mình đã fix xong cái lỗi này. Bây giờ mình sẽ next bên trong các bạn xem. Bây giờ cảm ứng mọi thứ lại ok bình thường. Không cần phải thay cảm ứng mới, cảm ứng zin. Cảm ứng cũ vẫn dùng được ok. Đồng thời là máy sẽ được chặn cập nhật luôn, để tránh trường hợp nó lại nâng lên Android 8 để bị lỗi cảm ứng. Với những bạn nào mà ở Hà Nội bị lỗi này thì có thể mang qua bên mình fix trực tiếp. Còn anh em thợ mà ở xa thì có thể làm qua TeamView cũng có thể ok. Rồi bây giờ bình thường, mọi thứ bình thường nha. Thông tin về điện thoại này. Thông tin phần mềm này, Android 7 chấm Z730. Cái này là không thể hạ bình thường qua Odin được, mà bên mình phải có phương pháp fix riêng. Thì để liên hệ bên mình thì search Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Xin chào các bạn.